vậy là chúng tôi đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Vâng, và một cảnh rất là yên bình. Hôm nay là sáng chủ nhật, tôi cũng không hiểu sao mà có vẻ người không đông lắm mà xe thì rất là nhiều. Vâng, khi máy bay hạ cánh xuống thì chúng tôi có nhìn thấy trên sân bay là có một cái máy bay mang cờ hiệu Triều Tiên. Mặc dù là lời đồn đoán thì vẫn xung quanh, một là đoàn của Triều Tiên sẽ đi bằng xe ô tô từ Lạng Sơn về Hà Nội, hoặc là sẽ đi đường sắt cũng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Và thông tin chính thức, được cho là chính thức, thì cho rằng là ông Kim đã rời Triều Tiên trên một chuyến tàu liên vận để sang Trung Quốc. Nhưng mà tôi nhìn thấy một chiếc máy bay rất là to mang cờ hiệu của Triều Tiên đỗ ở trong sân bay. Có lẽ là đấy là một cái đoàn tháp tùng hay là gì đó. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì. Và cũng có thể là có những cái nội quy ở trong sân bay, cho nên tôi chỉ dám chụp vội vàng tấm ảnh chứ không dám quay phim. Các bạn có thể nhìn thấy cái khung cảnh của sân bay Nội Bài. Đây là sân bay trong nước. Nhiều người thì mới thích gọi là quốc nội với quốc ngoại, tôi thì thích gọi nó là sân bay trong nước. Đây là nhà ga hành khách T1 Nội Bài. Nhà ga hành khách T1 thì có nghĩa nó là sân bay trong nước đấy. Nó rất là dài ở sang phía kia nữa, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái khu vực ra đến đấy là của mấy cái hãng Jetstar rồi Vietjet. Còn cái đầu đằng kia, đây, đầu này thì là nó của Airline. Nói vậy để nếu như ai có việc mà phải lên sân bay thì có thể là định hình ra được sớm hơn. Chứ nếu mà ở đây mà đi không đúng vị trí đi bộ thì quý là mệt đấy các bạn ạ. Đấy là những cái đường dẫn lên cầu để lên, tức là khi đến thì bạn sẽ đi lên trên cái bằng ô tô và đi lên trên cái tầng 2 trên kia. Đấy, sảnh E nhà ga hành khách T1. Khi về thì thường là đi luôn ở dưới tầng 1 và chúng ta ra bãi xe. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu rời khỏi sân bay Nội Bài. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là cái lượng xe ở trong này rất là lớn. Và cái quy mô của sân bay Nội Bài thì nó cũng rất là xứng đáng, cũng rất là tầm cỡ. Đây chỉ mới là gọi là ga hành khách T1. Sân bay Nội Bài thì nó có một cái bố cục là hai ga. Một ga trong nước và một ga quốc tế. Chúng ta thì đang đi ở trong cái phần của ga trong nước. Ra trong nước thì vài năm trở lại đây họ đã mở rộng rất là lớn. Ồ, cái ông này không đúng thế này. Cái đây không có đường, phải đi quay đường kia mới ra được. Anh ạ, anh đã bao giờ đi ở đây chưa? Tên nó chỉ ngược lại mà muốn. Mũi tên này này muốn này. Nó ra nó mắng bố bây giờ đấy. Đây chắc phải rẽ vào đây. Chả có rẽ đâu. Đây là ai rẽ vào trong này thì phải đi theo cái lối giữa. Bố đi đà đằng kia để bố lên vào cái lối kia. À, tức là bố đi lên giống như đi tiễn khách ấy hả? Ừ. Thế là đi không đúng quy trình đấy. Người ta đều đầu xe rồi cứ quay ra hết. Đây này, đi giữa trong cái luồng này này. Đây chắc cũng có một luồng nữa, đúng rồi. Đấy, đây cũng có một luồng nữa này. Như vậy là chúng ta cũng vẫn đang đi ở trong cái bãi xe. Có ai đi đằng trước? Thật sự là tôi mà lái xe ở đây cũng không biết đường ra. Cũng không biết đường ra thật. Không biết đường ra, anh phải đi theo cái hướng dẫn chứ không là không biết đường nữa không. Làn vào đón khách. Thì mình đi vào làn đón khách. Vào đi làn đón khách vậy xong rồi mình tuột ra luôn đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ đi qua sân ga. Đấy.
tí. À không được, đón khách là vẫn đi ở một tí là đi qua cái cửa ga, chứ không phải đi lên trên, đưa khách mới đi lên trên. Vậy là mặc dù là chúng tôi vừa rời máy bay ra, nhưng bây giờ thì lại giống như là một người đi vào để đón một người. Và các bạn có thể đi ra luôn ở đường kia. Đúng rồi, các bạn có thể nhìn thấy là đây là bắt đầu của nhà ga rồi đấy. Gọi nhà ga là đúng ra là gọi đúng theo cái tên họ viết ở đây đấy nha. Ta thì cứ gọi là sân bay. Xe đỗ ở đây là họ đi đón người nhà, hoặc là xe Grab, hoặc là taxi. Đỗ ở đây là không được đỗ lâu, xe phải liên tục di chuyển. Trong bên trong bên tay phải ta, phía trong là cũng có một làn nữa giống y chang này. Hai làn. Vâng. À bên trong nữa, tức là hai làn, tổng cộng là ba làn. Ba làn xe đón. Bạn thấy sân bay Nội Bài chưa? Đây là phần của sân bay quốc tế, à sân bay trong nước. Chúng tôi thì vừa từ Phú Quốc bay về. Mấy rồi nhỉ? Chắc 10.000 thôi. 15 hay là 20.000. Ừ, cứ đưa 20.000 cho họ rồi lại. Có vé không? Vé đây à? Xin mời xe qua. Bây giờ là chúng tôi ra khỏi khu vực sân bay. À, các bạn có thể nhìn thấy là ngay ở trên đường thì có những cái tấm áp phích. Trong đó, ở trên đó là có treo, có dán những cái quốc kỳ của hai nước. Có dán quốc kỳ của Hoa Kỳ và Triều Tiên. Việt Nam đối tác cho một nền hòa bình bền vững. Và một con chim bồ câu, một con chim bồ câu đang ngậm một cái cành lá xanh. Vâng. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy là tung bay ở trên phố dưới những cái cột điện ấy là những lá quốc kỳ, ba lá quốc kỳ tung bay trong gió. Và trong tôi thì thấy có một cái cảm giác rất là lâng lâng. Trước mặt chúng ta phía bên tay phải đấy là ga quốc tế. Vâng, xe ô tô đang họ đang chạy vào để đón khách ở ga quốc tế. Ga quốc tế thì nó cách xa với ga trong nước một cái đoạn. Và nếu như mà các bạn đi về mà chuyển từ sân bay này sang sân bay kia thì có một cái loại xe riêng dùng ở trong sân bay mà các bạn sẽ đưa đón. Và quay trở lại với cái cung đường của chúng ta, từ sân bay trở về Hà Nội thì các bạn có thể nhìn thấy là những lá cờ đang tung bay trước gió. Và tôi bỗng nhiên nhớ đến một cái câu mà ngay từ lúc bé
hầu như tất cả những cái mình có thể chạy đoạn xuống kia rồi hãng quay lại được không? Tất cả học sinh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sau này là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì đều nằm lòng một câu nói, đó là non sông ta có thể sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không chính là nhờ công học tập của các cháu. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là bằng một cách nào đó thì Việt Nam đã được biết đến không chỉ là một cái đất nước ngoan cường trong chiến đấu, không phải là chỉ là một cái nước chỉ có chiến tranh làm cho nổi danh, mà Việt Nam được biết đến là một đất nước thanh bình. Và tôi cảm thấy rất là tự hào khi nghĩ rằng cùng với những cái tên như là Hiệp định Geneva về hòa bình ở Đông Dương, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, thì bây giờ chúng ta có thêm một cái hiệp định nữa là Hiệp định Hà Nội. Và như vậy là chúng ta cũng đã sánh vai với các cường quốc rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là ba lá cờ tung bay. Vâng, ba lá cờ tung bay. Và tôi hơi tiếc là do khi thiết kế thì người ta cái khoảng cách của ba cái lá cờ nó không được, nó chưa được phù hợp. Cho nên khi gió nó thổi bay thì cái cờ đỏ có ngôi sao vàng của chúng ta ở giữa đâm ra lại không được nhìn thấy một cách rõ ràng. Mình đi đường cầu Nhật Tân đúng không anh? Và đây là đại lộ Võ Nguyên Giáp nhỉ? Các bạn đang đi trên đại lộ Võ Nguyên Giáp đấy ạ. Một trong những cái đại lộ mà tôi cho rằng là nó đẹp, vô cùng đẹp luôn. Người ta trồng rất là nhiều cây ở cái giải phân cách. Và cái giải phân cách thì rất lớn. Tôi cho rằng đó có lẽ nó là một cái dự trữ của cái tiết diện đường. Một mai này khi mà cái lượng ô tô quá nhiều, có thể người ta sẽ tiếp tục làm đường vào phía trong đấy, thu nhỏ cái giải phân cách lại mà không phải giải phóng mặt bằng nữa. Bởi vì như quý vị và các bạn cũng biết rằng giải phóng mặt bằng là một công tác rất vất vả ở Việt Nam. Thỉnh thoảng anh những cái áp phích bố dừng lại đang chụp ảnh nha. Ở Côn Đảo thì nắng chang chang, ở Phú Quốc thì nắng chang chang, và phải tới 5 giờ chiều thì bạn mới có thể cảm thấy yên lòng khi bước chân ra khỏi nhà. Nhưng về đến đây thì thời tiết rất là âm u, và những cái video mà phát bằng camera ấy thì các bạn có thể nhìn thấy là nếu mà nền trời nó trong xanh và mây trắng thì nó ít nhất là từ miền Trung trở vào. Còn khu vực phía Bắc này thì rất hiếm khi mà có cái bầu trời màu xanh như thế. Nó hầu như cứ âm u như thế này. Có một lần chúng tôi quay ở Hà Giang, bầu trời hôm ấy nó trong xanh. Chụp nha. Bầu trời hôm ấy nó trong xanh và mây thì trắng bồng bềnh. Và đó là cái video mà tôi cứ giữ lại và cũng rất là hay sử dụng. Hà Nội thành phố vì hòa bình. Cờ Triều và cờ Mỹ đứng cạnh nhau. Mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Để anh xơi một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã. Qua đừng hát câu người ơi, người ở đừng về. Chốt buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén
chát. Ra người dưng đứng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ mấy trông ra ngõ mà chờ. Mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Để anh xơi một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, qua đừng hát câu người ơi, người ở đừng về. Chốt buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát. Giá người dưng đứng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Giá ngõ mấy trông ra ngõ mà chờ. Đừng hát câu người ơi, người ở đừng về. Chốt buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát. Giá người dưng đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Giá ngõ mấy trông giá ngõ mà chờ. Chúng ta bắt đầu vào cái cầu Nhật Tân. Vâng, đây là cái cây cầu mà những người dân Hà Nội rất là tự hào. Và không chỉ những người dân Hà Nội mà tôi nghĩ rằng là những người dân Việt Nam rất tự hào. Là một cái cây cầu rất là đẹp. Và nếu như ngày xưa từ bờ Nam sang bờ Bắc hay bờ Bắc qua bờ Nam của sông Hồng, và chúng ta còn phải đi bằng những cái cầu như là chúng ta duy nhất chỉ có một cái cầu Long Biên thôi. Sau đó thì có thêm cầu Thăng Long và cầu Trương Dương thì độ tắc cũng vẫn rất là kinh khủng. Còn những nơi khác thì là thường là đi bằng phà, ví dụ như phà Chèm. Thì bây giờ ngay ở đây thôi, nhìn sang trái nhìn sang phải đều thấy cầu hết ạ. Cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Thăng Long, Đông Trù. Có phải cầu đi qua sông Hồng đâu con? Cầu Đông Trù là nó theo cái nhánh của cái gì nhỉ, Yên Viên với lại cầu Đuống ấy nhỉ. Cầu Đuống đây là đang nói qua sông Hồng ấy. Vào buổi tối mà khi đi trên cầu này thì những cái dây này này nó lên đèn bảy màu rất là đẹp. Và các bạn có thể nhìn thấy là có những cái tấm biểu ngữ, rồi thì những cái pano, rồi những lá cờ của ba nước Việt Nam, Mỹ, Triều Tiên đang tung bay trên gió, trước gió. Và những cái tấm pano thì ghi là Hà Nội thành phố vì hòa bình, với hình biểu tượng con chim bồ câu.
cái chiều về từ sân bay rất là nhộn nhịp. Cả chiều đi và chiều về từ sân bay rất là nhộn nhịp. Chúng ta đã sang đến bờ Nam sông Hồng.